Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có bao nhiêu tướng tá công an dính chạm? Sau kỳ 1 của bài Ông này mặt thớt quyền giao lòng hành của tác giả Dương Tự Lập, báo Tiến dân đăng tiếp kỳ 2 ngày 25 tháng 11. Tác giả đề cập đến việc báo chí quốc doanh trong tháng 10 năm 2023 loan tin ở ngành khoa học an ninh có một ứng viên duy nhất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư là ông Nguyễn Hòa Bình chánh án toàn nhân dân tối cao. Tác giả đặt câu hỏi, cái bằng phong tặng cho gã bình này có bảo đảm bằng được cái bằng của cha nào đó ký tặng cho Việt Á, công ty nâng khống giá test kit Covid-19 không? Có bằng một đống bằng đồng nát của đứa nào ký trao cho quái nhân trường Mỹ Lan không? Tác giả nhận xét, với thể chế độc đoán này mà tổng trọng liều lĩnh trao hết quyền hành cho thằng cha Nguyễn Hòa Bình thì họa ngay trước mắt rồi. Bản thân ông Trọng cũng chưa chắc bảo trọng mà ông ngồi đấy mà mơ hảo huyền viễn cảnh tươi sáng trong công cuộc đốt lò 10 năm qua của ông. Ông càng đốt củi bao nhiêu thì củi lại càng đầy bấy nhiêu chứ không hề vơi, thế mới kinh dị. Hình ảnh bài trên báo tiếng dân. Tác giả liệt kê vài bộ mặt thuộc lực lượng thanh kiếm lá trắng hùng hậu vây quanh ông Trọng. Đại tướng công an Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước đã chết vì virus lạ cái chết của ông Quang liệu có dính líu đến đại án Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm và Dương Chí Dũng hay không? Trung tướng Công an Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng, rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó sợ gì? Từng là câu nói chợ búa làm khuấy động mạng xã hội của ông Chính. Trung tướng Công an Trương Hòa Bình lên phó thủ tướng từng đe dọa Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó đợi đấy. Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã chết nhận hối lộ 3 lần, tổng cộng 1 triệu 510 ngàn USD. Theo lời khai của vợ chồng tên tử tù Dương Chí Dũng và Phạm Thị Mai Phương, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân, 3 năm tù trong vụ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ nhôm Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, gần 3 năm tù trong vụ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ nhôm Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, bị bắt vì bảo kê trong đường dây đánh bạc qua mạng hàng ngàn tỷ. Hình ảnh những tướng công an bị tù Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an Việt Nam bị bắt vì liên quan tới vụ Thượng tá Vũ Nhôm tức Phan Văn Anh Vũ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt Nguyên cục trưởng cục cảnh sát Bộ Công an phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp trắng trợn 35 tỷ đồng Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng là chủ mưu dàn dựng vụ kết tội oan cho tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị bắt vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu. Nhiều và còn nhiều nữa, đó là chưa kể đến bọn dưới trướng, cấp tá, cấp úy tác giả nhắc lại chuyện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 18 tháng 11 năm 2021, đã lẩy xéo một câu kiều, nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Để mỉa mai chuyện ông tướng công an to nhất nước, ra nước người, táp miếng bíp xét giác vàng, quy ra tiền tỷ đồng Việt Nam được báo chí và video nước ngoài đăng tải loan tin. Tác giả bình luận không biết thời gian giam giữ Lưu Bình Nhưỡng là bao lâu. Sớm hay muộn thì chánh án tòa án nhân dân tối thui Nguyễn Hòa Bình vẫn phải đem ông ra xét xử. Nếu xử kín thì đành chịu, chứ mà xử công khai, tác giả e ông nóng ngôn trực tính trước bàn dân thiên hạ chẳng kìm được lòng. Ông lại quát mắt thẳng tay, chỉ mặt lũ quan tòa trộm cướp, B mẹ tòa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin có bao nhiêu tướng tá công an dính chạm. Câu chuyện trăm phần chăm và cơ chế giám sát của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 24 tháng 11, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận Thêm Trương Mỹ Lan, còn ai dám tin vào Thịnh và Phát? Tác giả cho hay, Tuần này, bà Trương Mỹ Lan và Vàng Thịnh Phát tiếp tục khuấy động dư luận sau khi hệ thống truyền thông tại Việt Nam xứng vào khai thác kết luận điều tra vụ án của bà. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả đề cập đến việc bác sĩ Võ Xuân Sơn kể lại một số chuyện liên quan đến trăm phần trăm. Chẳng hạn khi tuyển tài xế, ông chọn đúng người, từng là cán bộ trong một ban quản lý một dự án Người này bỏ việc trong ban quản lý dự án vì không dám ký những tài liệu nghiệm thu có tính chất ảo thuật về chất lượng. Hoặc khi thông báo tuyển người làm vườn, ông nhận được không ít hồ sơ dự tuyển mà đương sự từng làm viên chức vì không ăn cánh nên bị hất ra khỏi hệ thống. Ông Sơn tâm tình: "Tôi thấy nhiều bạn tỏ ra ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận tiền hối lộ để cho SCB và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục vi phạm." gây thiệt hại hàng chục tỷ USD. Chính tôi ngạc nhiên vì cái sự ngạc nhiên của các bạn, hay các bạn chưa bao giờ tiếp xúc với những thể loại như vậy. Vậy thì các bạn quá là may mắn, ông Sơn nhấn mạnh, 100% cái gì thì tôi không dám chắc, nhưng 100% cùng nhau tìm cách môi móc tróc nã, thì tôi tin chắc chắn là thường xuyên có như vậy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhận hối lộ cả hình ảnh status của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Những người không bước vô hoặc bị loại ra khỏi số 100% ấy bây giờ đang đầu quân trong đội ngũ shipper, lái taxi, làm vườn hoặc các công việc phổ thông. Một số ít những người vừa rút ra khỏi số 100% ấy thành đạt, một số phải ra nước ngoài sinh sống. Số khác thì bị các cựu đồng liêu bọn rút dần dà trở thành doanh nghiệp thân hữu. Vài người dấn thân cải thiện con số 100% ấy thì đang ở trong tù hoặc bị đầy biệt xứ. Tác giả dẫn thắc mắc của ông Nguyễn Ngọc Chu rằng việc chuyển giao các khu đất vàng cho vàng thịnh phát có tuân thủ đúng pháp luật không? Có bỏ sót tội phạm trong lĩnh vực này hay sẽ xem xét vấn đề này vào lúc khác? Và vì sao chưa thấy cán bộ cấp cao nào liên đới trong khi chỉ riêng dự án chuyển đổi công năng của cảng Sài Gòn thì ông Dương Chí Dũng từng khai bà Lan đã nhờ ông Dũng chuyển cho cố thứ trưởng Phạm Quý Ngọ 1 triệu USD. Ông Chu còn bày tỏ băn khoăn làm sao để có thể xác định nhận tiền mà không có động cơ, không có cam kết làm gì có lợi cho bên đưa tiền. Tác giả liệt kê hàng loạt bằng khen các loại mà bà Trương Mỹ Lan đã nhận được và dẫn dự đoán của bá kiếm Mai rằng Trương Mỹ Lan tha hồ kể công lao hãng mã với hội đồng xét xử hình ảnh status của nhà báo nguyễn huy cường tác giả cũng dẫn bình luận của nhà báo nguyễn huy cường về những sư đoàn ngủ ông cường cho rằng cho dù những bộ phận đảm nhận vai trò giám sát có mặt khắp nơi nhìn chung giám sát tầng tầng lớp lớp có thể ví von như những sư đoàn và lực lượng tham gia chống tham nhũng thì rất hùng hậu bài bản tốn kém nhưng nhìn vào vũ trương mỹ lan thì không có nơi nào lực lượng nhìn ra và triệt phá hiệu quả và hậu quả như thế nào thì ta cũng đã biết Đó là những sự đoàn ngũ. Cho nên cơ chế giám sát, kiểm soát, ngăn chặn gìn giữ sự bền vững của pháp chế Răng đe, trừng trị tham nhũng đã vô dụng Tác giả cho biết sau khi điểm lại một loạt sự kiện Và những cái chết bất thường liên quan đến bà Trương Mỹ Lan Mai Hoa Kiếm nhận định Vụ án vạn thịnh phát rồi cũng sẽ tương tự như các đại án khác. Nhà nước sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan sùng vào công quỹ nhưng dân chúng các nạn nhân của vụ án này sẽ mất tất cả tài sản mà họ kiếm được từ mồ hôi nước mắt để gửi vào SCB đầu tư vào trái phiếu của hệ sinh thái vàng thịnh phát quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin câu chuyện trăm phần trăm và cơ chế giám sát của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d